Rồi, chào bà con mình trở lại kênh Bonsai Ông Vũ nha. Thì còn 10 cây cuối cùng là 10 cây linh sam siêu bông. Thì hôm nay mình cái lô này thì ngày mai bứng lô mới ha. Thì cái lô này là mình quay lại thì nó còn đúng 10 cây luôn anh chị mình. Giá của nó là 300 ngàn cây ha. Bà con mình lưu ý nha. Giá của nó là 300 ngàn cây thì còn 10 cây thì nếu anh chị mình có khả năng mà mua hết 10 cây này thì bên em bao ship luôn. Còn nếu mà mua lẻ thì không bao ship. Mua lẻ vẫn giao nha bà con mình ha. Thì cái đặc điểm của linh sam siêu bông á là mình xin nhắc lại tại có số nhiều người bạn không biết là cái lá của nó là cái màu nó nhợt như thế này đây và cái lá nó làm như cái con gì cắn hay là hình trái tim nè. Thì nó mới là linh sam siêu bông, còn những giống khác là không phải ha anh chị mình nha. Linh sam siêu bông chỉ có một loại thôi. Thì cái cây linh sam siêu bông mà ở ngoài thiên nhiên mà do em để trong mát thì nó mới lá nó thưa như thế này đây, nhưng mà lên bonsai thì lá nó lại không có thưa ha. Đây bằng ngón tay cái vẫn được. Rồi, mình quay vô cho anh chị mình coi nè, cái góc độ máy ha. Đó thì linh sam siêu bông nó dễ nuôi anh chị mình, dòng lá lớn lại dễ nuôi, còn kim sung hình cũng dễ nuôi nhưng mà 86 thì hơi khó nuôi xíu. Nó mình nói sơ cho bà con mình ở xa mà nhiều khi cái trường hợp mà chưa có hiểu về linh sam á, chứ mua mà người ta không biết thì người ta đâu có mua. Thì cái những cái cây này về chỉ việc tháo cái bọc đó ra rồi cuốc mô tầm thôi, hoặc là mình lấy cái mua than tổ ong anh chị mình, người ta đốt người ta nấu người ta bỏ, mình than tổ ong ha. Nếu anh chị mình không có xưa dừa và cát thì mình có đất với than tổ ong cũng được nha. Than tổ ong xưa dừa vỏ tấu với cát. Từng hợp mà đất á, thì nếu mà trồng đất thì nó dễ rồi. Cây đầu tiên là cây 61 bà con mình. Đây cây đầu tiên là 61 này, mình quay sơ cái tàn bộ tàn cho anh chị mình coi nó cái tàn nó như gì nè. Anh chị mình để vô là để nguyên như vậy là chơi bông ha, khỏi cần tạo hình. Còn nếu mà tạo hình thì tùy theo cái sở thích của mình. Cây đầu tiên là cây số 61 đây, mình quay xa nha, chứ toàn bộ những cái cây này nó to to không à. 61 nè, cái tay của Vũ nè, 300 ngàn thì nó không có mắc. 64 cái gốc nó nè, con bướm này kia sẵn làm bầu sẵn cho anh chị mình rồi, nó tuổi cũng khoảng 4-5 năm tạo lên ha. 64 nha. Nhìn lại ha. Này. 61, 64, 66. Thì mình bóp thêm một cây nữa rồi anh chị mình coi nó cũng tương tự, nó gần gần bằng nhau anh chị mình nè. Gốc linh sam thì đó, 66. Tính ra là bán nhánh nó ngon hơn bán phôi như thế này đây. Ví dụ như giờ 10 nhánh mình có 100 ngàn rồi đó, cho nên là bán gốc phôi mà 300 ngàn thì tương đương chỉ có 30 nhánh mà con mình trồng. 68 68 nè, 66 nè, thì 64 nè, 61 nè. Thì bữa nay cũng có trời mưa cho nên là mình chưa có bứng về ha. Rồi cái cây này to nha, 71 nè, khủng khiếp to luôn á nè. Đây 71 nè, cái tên gốc cái tay của Vũ nè, 71 không to lắm, nhưng tại vì nhiều khi người ta chưa có thấy cái cây đó đó. 72 nè, rồi 74 nè, 75 nè, 76 nè, 77 nè. Còn 10 cây nha anh chị mình ha. Trong đó có một cây là 250 gì á. Mình hình như là cây 77, mình thấy cây 77 hơi nhỏ hơn mấy cây kia xíu. Cây 77 là 250 nha anh em mình ha. Nó nhỏ hơn xíu thôi chứ nó nhỏ chứ 1 tuổi nha bà con mình đây. Nhưng mà dáng nó nè. Rồi linh sam siêu bông nha. Đó thì là cái cây linh sam là rất là dễ nuôi anh em mình, rất là dễ nuôi luôn. Nè bên mình đang đóng hàng ha, mình cho bà con mình coi cái chỗ đóng hàng của mình đây.
vừa đóng hàng xong luôn nè. Và những cái lô trước mà người ta đặt á, có người yêu cầu là để nguyên, có người kêu để tàn. Ví dụ như để nguyên thì trung bình nó khoảng 100 ngàn, cắt gọn thì khoảng 50-70 một cây là tiền phí á. Thì mình cũng không nhất thiết là mình phải lãnh phí, thì bà con cứ ra trả tiền phí bên mình đóng, gửi lên bưu điện thì như vậy thì nhận thôi. Có khi ba cây cắt gọn, ba cây là hai cây một tàn là bên em đóng hàng nó ấy lắm. Còn trường hợp mà cây giống á thì bên em mới đóng vô thùng nha anh em mình. Đây đơn hàng cây giống nè, thấy không, người ta mua là 15 cây 86, là 15 cây siêu qua, 15 cây tán quốc hồng, 5 cây bầu linh sâm hồng. Đơn hàng cây giống này về Đắk Lắk nè, 1,1 triệu mình thông tiểu ha. Anh gì đó, anh Lê Trọng Tá. À. Rồi, thì nội dung là như vậy. Còn chỉ có 10 cây thôi, ngày mai bên mình bứng về lô mới thì cũng sửa sạn rồi mình làm bầu rồi lại mình mới lên tiếp nha. Cái lô này là cái lô mà nó già anh chị em mình. Đó. Linh sâm siêu bông ha. Đây mình đang dọn cái bãi nè để ngày mai đem cây về để mình làm cho bà con mình luôn á. Một số bạn mua cây của nhà vườn khác thì cây nào cũng nói à cây Song Hinh siêu bông rồi Tán Phước Hồng siêu bông mà này kia, thì cái này là không đúng nha. Ví dụ như đây là linh sâm hồng bên mình khi mở lên bonsai nè. Thì những cái dòng lá lớn là nó dễ nuôi. Anh chị em mình lưu ý nha, đây là linh sâm hồng. Còn linh sâm Song Hinh là lá nó tròn anh chị em mình nè. Mà Song Hinh nó cũng nhiều dòng lá ha. Cái màu lá nó khác nhau luôn. Còn cái lá nó tròn, cái đầu lá nó tròn ha, màu lá khác. Các bà con mình thấy không? Đây, đây là kim Song Hinh. Đây này là kim Song Hinh nè, đây là tán phớt hồng. Còn tán hay màu thì mình có hai cây bán tiêu rồi. Nó chủ yếu là lô này là linh sâm Song Hinh. Đây Song Hinh lá cũng rất là đẹp. Nhưng mà do mình nếu mà bán giống thì Song Hinh mình bán giống không có được. Tại vì ít người hỏi cây giống Song Hinh lắm. Mà bán nó không có giá luôn. Ví dụ như siêu bông mình bán 10 ngàn mà Song Hinh 5 ngàn bán không được. Nói về cây giống nha. Còn cây nghệ thuật thì nó khác anh chị em mình nha. Đây siêu bông. Nguyên vườn này có con cây bự là cây siêu bông này thôi. Đây. Thì số anh em mình mua không vừa về câu cấu hình lá nè. Nó khác. Nó khác nhau hoàn toàn, cái màu sắc của lá của khác luôn. Để mình ngắt cái lá cho, kiếm cái nào mình ngắt cái lá cho anh em mình. Song Hinh nói chung là Song Hinh cái màu lá nó đậm mà nó cái đuôi lá nó tròn. Nói chung là tên khác, cây nó phải khác anh em mình nha. Mà những cái dòng cây bự thế này đây thì mình nói thiệt rất là dễ nuôi luôn. Tại cái cây bự thì chế độ phân thuốc này kia mình cho nó ăn nó dễ nuôi lắm. Còn những cây mini thì phải thường xuyên tưới, thường xuyên tưới nước anh chị mình. Mình những cái chậu là đang chậu nuôi này, ví dụ như đặc biệt những cây này bà con mình có chỉ cây dừa hay những cái gì thô đó mình tưới vô ha, là nó không có bị lèn đất. Rồi thì cảm ơn anh chị mình ha. Mình xin tạm kết thúc video tại đây. Thì anh chị mình có tìm kiếm cái kênh thì bấm số điện thoại hoặc là để chữ bonsai Úc Vũ ha. Thì hàng ngày mình đăng theo cái mã số. Ví dụ như hôm nay là ngày 9 tháng 5 đi. Đó, anh chị mình nhớ à Vũ ơi 10 cây ngày 9 tháng 5. Còn không? À, rồi thì mình nói à cây nào còn cây nào không. Rồi anh chị mình mua mấy cây hay mua hết thì cái chuyện đó thì nó dễ lắm. Còn nhiều khi nhắn tin cái mình đang quay phim hay là đang làm cái gì đó mình không thấy thì anh em mình phải chờ đợi lâu ha. Ngày mai nha, ngày mai mình sẽ về lô mới nhưng mà có quay lên cho anh chị mình coi được hay không thì để coi mình làm có kịp hay không. Coi ông trời ổng có mưa nữa hay không chứ. Nếu mà mưa quá thì mình không có bứng mình làm cho anh chị mình coi được. Rồi.